đấy, các bạn nhìn nội thất này. Đó, đẹp không? Thực ra là nó đang đi theo đúng cái chiếc thiết kế của VinFast đấy. Đấy, mọi người không biết, hơi lóa đúng không? Đây, chỉnh lại một tí này. Đó, màn hình trung tâm kích thước lớn, nhưng với mình thì chiếc xe này với cả chiếc VF6 mình đang nhìn là cái viền nó hơi dày ở cái phần màn hình. Còn màn hình thì vẫn to và không có đồng hồ công tơ mét, và thay vào đó là HUD trên kính lái. Đó. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Xe Hay. Và ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt ở trong buổi triển lãm của VinFast ở Hà Nội. Và ngày hôm nay phải làm ngay những cái video này cho mọi người, vì đây, chiếc xe, một trong những chiếc xe có thể nói là chúng ta đã rất mong chờ trong thời gian vừa qua, chiếc VinFast VF7. Em ở đây rồi, thưa quý bạn và các vị. Thì ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đầu tiên là về cái gì. Đó chính là về phần thiết kế mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. VinFast VF7 có thể nói là chiếc xe đặt trên quan điểm của một người trẻ là mình nhá, thì mình khá ấn tượng với phần thiết kế này. Nó đem đến cái vẻ ngoài sắc sảo, góc cạnh và rất cá tính. Khi đặt cạnh chiếc VF8, VF9 hay VF6 thì các bạn nhìn vào chiếc VF7, các bạn sẽ thấy ngay là chúng ta có một cái mức độ cá tính, cái mức độ gọi là ăn chơi, nó thể hiện cao hơn ở những cái chi tiết đường nét thiết kế. Bây giờ anh em mình hãy cùng nhau tìm hiểu từng thứ một. Ngồi xuống một tí nào. Ở trên chiếc VF7 này, nó sẽ tiếp tục mang cái phần design ấy. Phải nói đây là một điểm cộng của VinFast. Họ áp dụng được một cái phong cách thiết kế, ngôn ngữ chung trên toàn bộ dải sản phẩm của mình. Và đối với chiếc VF7 này, các bạn nhìn thấy ngay là chúng ta sẽ có một cái dòng máu rất quen thuộc của VinFast. Cái thiết kế mặt phía trước, đèn định vị, đèn chiếu sáng dưới, chia tầng. Và ấy, các bạn có thể để ý là chúng ta sẽ có thiết kế nó nhô ra góc cạnh nhiều hơn so với cả những chiếc xe khác. Và đối với cả chiếc VF7 này, mặc dù đây là một phiên bản concept thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được là nó sẽ được trang bị khá là nhiều thứ. Ví dụ cảm biến đầy đủ trước sau này, và cái gói ADAS, và cái hệ thống radar ở đây. Hệ thống hỗ trợ lái bao gồm adaptive, giữ làn, cảnh báo lệch làn, phanh tự động, là tất cả nó nằm ở đấy, kết hợp với camera trên phần kính hậu. Và đây là một bản concept thì mọi người cũng có thể nhận ra là các cái chi tiết đèn chúng ta cũng sẽ chưa được hoàn thiện. Cái này là phải thông cảm thôi, bản concept mà. Mặc dù là chiếc xe này chạy được nhá, phải nói là chạy được. Đây, anh em mình sang phần thân. Mình cứ chia sẻ với nhau trước về phần thiết kế đi, rồi lát anh em mình chia sẻ tiếp với nhau về những thứ khác. Thì có một cái điểm khá đặc biệt ở trên chiếc VinFast VF7 này ấy, tiến lại gần chiếc xe. Anh em mình, những khán giả của Xe Hay, xứng đáng được tiến lại gần chiếc xe, đúng không ạ? Thì ở trên chiếc VF7, chúng ta có cái chiều dài cơ sở, tức là tính từ trục bánh trước đến trục bánh sau ấy, nó lên tới 2810mm, tức là nó dài hơn cả những chiếc SUV hạng D đến từ Hàn Quốc mà chúng ta vẫn biết. Đây là một mẫu xe crossover hạng C, nhưng mà cái trục cơ sở của nó là dài hơn cả những chiếc xe hạng D, tức là xe 7 chỗ ấy mà. Kinh à, mầm này. Và theo thông lệ của VinFast từ trước đến nay ấy, thì thông thường chúng ta sẽ có cái phần xe thương mại và xe concept, nó sẽ không mấy cái sự khác biệt. Và chúng ta có quyền kỳ vọng là khi chiếc xe này nó ra đến bản thương mại, gần như là nó sẽ giống hệt so với những gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Để có mọi người, đây là chiếc xe mà có thể nói là mình ấn tượng nhất trong giải sản phẩm VF hiện tại. Nó hướng nhiều tới thanh niên, những cái đường nét thiết kế thôi. Anh em mình là người trẻ thì mình sẽ thích những thứ liên quan tới phần thiết kế, đúng không? Thì ở trên chiếc VF7 này, đẹp, đẹp. Đây, đuôi xe này, mà các bạn nhìn ở góc ngang, các bạn sẽ thấy là nó vuốt nhọn ở phía đuôi. Góc cạnh này, những đường nét góc cạnh này, đó, sắc sảo ghê gớm, đúng không? Cảm biến đầy đủ nữa, cảm biến hông này, và đuôi này. Đấy, thì bây giờ sẽ chia sẻ với mọi người về cái phần sức mạnh. Thì ở trên chiếc VF7 này, theo cái thông tin tính đến thời điểm này, là chúng ta sẽ có hai cái phiên bản, tức là bản Eco và bản Plus. Đối với bản Eco thì mình sẽ chỉ có một cái motor điện được đặt ở chỗ cái cầu trước. Còn bản Plus thì sẽ có hai cái motor điện. Một bản sẽ cho ra vào khoảng 200 mã và 350 Newton-mét moment. Còn cái bản cao của nó, bản hai motor, thì là 350 với 500 Newton-mét moment. Nó lớn hơn rất là nhiều. Pin thì đặt dưới sàn như bình thường, với cái thời gian, cái quãng đường di chuyển loanh quanh hơn 450 km, ổn mà, đúng không? Vì thực ra là anh em mình đi đô thị, anh em mình đi ở trong thành phố ấy, mình đâu cần phải cái range, đâu phải cần phải cao lắm đâu, đúng không?
em tranh thủ đấy lên đây mình cho các bạn xem cái nội thất ở cái V7. Kệ đi kệ đi, cái này là biệt bị, cái này là riêng nhá. Đấy các bạn nhìn nội thất này, đó đẹp không? Thực ra là nó đang đi theo đúng cái chiếc thiết kế của VinFast đấy. Đấy mọi người không biết hơi lóa đúng không? Đây chỉnh lại một tí này. Đó, màn hình trung tâm kích thước lớn, nhưng với mình thì chiếc xe này với cả chiếc VF6 mình đang nhìn là cái viền nó hơi dày ở cái phần màn hình. Còn màn hình thì vẫn to và không có đồng hồ công tơ mét, và thay vào đó là HUD trên kính lái. Đó. Các nút bấm là dàn lược nhá. Đó. Chiếc này là chiếc này là vào số mọi người nhìn kỹ hơn một tí này. Nó ở dưới phần màn hình chúng ta sẽ có cái hàng nút chỉnh kìa, mọi người nhìn PDNRP không? Đấy, kìa mọi người nhìn thấy không? Đó, dưới ở chỗ màn hình. Đó, tức là nó không phải là dạng nút bấm mà là sẽ là nút theo kiểu gẩy lên. Gẩy nhưng mà nó thực ra xin lỗi mọi người, nó bắt nút bấm đấy nhưng mà nó không phải theo kiểu cái hàng nút ấn xuống như mọi lần mà chúng ta biết, mà nó là hàng ngang được kìa. Đó. Đây, hàng ghế thứ hai đây. Đấy, một chiếc xe có chiều dài cơ sở lớn thì nó sẽ tối ưu trong cái hàng ghế thứ hai như thế nào thì các bạn có thể trực tiếp nhìn thấy ở đây. Khá ổn đấy chứ. So với cả những chiếc xe trong hạng C bây giờ như CX-5 này, như Tucson này, Sportage thì cái phần không gian ghế này khá ổn. Mình chưa nghĩ là nó là rộng nhất đâu. Thực sự nếu mà để nó hàng ghế thứ hai này, nhưng mà ổn và rộng là có. Cái tay nắm cửa này sẽ giống chiếc VF9. Ấn vào đây, gẩy ra, tay nắm cửa VF9. Đó. Rồi anh em mình xuống dưới đi. Anh em xuống dưới đi. Lại cùng nhau nhìn ngắm một vòng. Đẹp quá. Đẹp thật sự luôn ý. VF7 này ý, mình tin là nếu khi nó ra mắt bản thương mại mà nó loanh quanh tầm 800 thì nó sẽ là một cái xe rất đáng để các bạn quan tâm. Đẹp quá. Mọi người mà muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì có thể qua chỗ cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, sự kiện của VinFast, để trực tiếp nhìn ngắm dàn xe mới VF3, VF6, VF7 đang được trưng bày ở đây. Đấy, thì thôi, tạm đóng cái video này tại đây. Mọi người thấy sao về chiếc xe này thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại để cùng đến với những chiếc xe VinFast tiếp theo.